Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của Dược Tục Biến. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ trình bày về dược lý các thuốc kháng histamin. Như chúng ta đã biết thì histamin là một chất trung gian hóa học quan trọng có vai trò trong phản ứng viêm và dị ứng, trong sự bài tiết dịch vị và cũng có chức năng như chất dẫn truyền thần kinh và điều khiển thần kinh. Nó được tạo ra do sự khử carboxyl của axit amin histidine dưới sự xúc tác của đề carboxylase. Histamine có điện tích dương nên dễ dàng liên kết với chất tích điện âm như protase, chondroitin sulfat, proteoglycan hoặc heparin tạo thành phức hợp không có tác dụng sinh học. Phức hợp này được dự trữ trong các hạt trong tế bào mastocy hay còn gọi là dưỡng bào, bạch cầu ưa axit, bạch cầu ưa tế bào niêm mạc dạ dày, ruột, tế bào thần kinh, vân vân. Tại da, niêm mạc Cây khí phế quản là những mô có nhiều tế bào mastocy nên dự trữ nhiều histamin. Có 3 nguyên nhân gây giải phóng histamin. Đầu tiên là phản ứng dị ứng với các tác nhân dị nguyên, ví dụ như thực phẩm, thuốc, phấn hoa, mỹ phẩm. Các dị nguyên này khi được tiếp xúc lần đầu với cơ thể, do phản ứng quá mức của cơ thể với các tác nhân, các dị nguyên này kích thích lympho B sản xuất ra các tế bào plasma các tế bào này lại sản xuất ra kháng thể IgE đặc hiệu với dị nguyên. Sau đó, các IgE gắn vào các tế bào mast. Ở một thời điểm khác, khi có sự tiếp xúc lặp lại với các dị nguyên, dị nguyên sẽ gắn với các IgE trên bề mặt của các tế bào mast, kích thích tế bào này giải phóng ra histamine, gây nên sự dị ứng. Thứ hai là một số amin gồm cả các loại như thuốc morphine và tubocurarin có thể chiếm chỗ của histamine trong hạt và gây giải phóng histamine. Ngoài ra, khi chúng ta bị thương như bỏng, nọc độc côn trùng, ánh sáng, các tế bào mát sẽ giải phóng ra các chất trung gian hóa học, trong đó cũng có histamine. Sau khi được giải phóng, histamine liên kết với các receptor trên các tế bào. Trong cơ thể người, hiện có 4 loại thụ thể được biết đến, đó là H1, H2, H3 và H4. Trong video này, mình sẽ trình bày về các receptor H1 và H2. Đầu tiên là thủ thể H1. Chúng phân bố chủ yếu ở cơ trơn, tế bào nội mô, não và da. Thông qua thủ thể H1, histamine làm giãn các mạch máu nhỏ, tiểu động mạch, mao mạch và tiểu tĩnh mạch làm giảm sức cản ngoại vi, giảm huyết áp và tăng cường dòng máu đến mô. Các tế bào nội mô mao mạch cô lại Tạo sự gắn kết các tế bào nội mô làm bộc lộ màng cơ bản, tạo thuận lợi cho sự thoát dịch và protein ra ngoại bào, gây phù nề, nóng, đỏ, đau. Co cơ trơn khí phế quản, gây cơn hen, ngoài ra histamin còn gây xuất tiết niêm mạc khí phế quản, gây viêm phù nề niêm mạc và tăng tính thấm mao mạch phổi. Tăng bài tiết nước mắt, nước mũi, nước bọt, dịch tụy, co cơ trơn bàng quang và niệu đạo kích thích đầu dây thần kinh ngoại vi gây ngứa đau trên thần kinh trung ương histamin gây giảm thân nhiệt gây mất ngủ có thể chán ăn và tăng tiết adh thông qua thủ thể h 2 histamin làm tăng dịch vị làm tăng nhu động ruột và tăng tiết dịch ruột đầu tiên là các thuốc kháng histamin h 1 như chúng ta đã biết thuốc kháng histamin và histamin có cấu trúc khoa học tương tự nhau chính vì thế thuốc kháng histamin ức chế phản ứng do histamin gây ra như ngứa, hắt hơi và phản ứng viêm bằng cách cạnh tranh liên kết hoặc làm giảm hoạt tính của thụ thể histamin H1 trên dây thần kinh, cơ trơn mạch máu, tế bào tuyến, tế bào nội mô và tế bào mát. Các thuốc trong nhóm này được chia làm hai thế hệ. Trước tiên là thế hệ thứ nhất. Các thuốc trong thế hệ 1 này thì có thể đi qua hàng rào mẫu não một cách dễ dàng tác dụng trên receptor H1 cả trung ương và ngoại vi, có tác dụng an thần mạnh, chống nôn. Ngoài ra các thuốc này còn có tác dụng khác như kháng cholinergic, alpha adrenergic, serotonin. Điều này dẫn tới một số các tác dụng phụ không mong muốn, ví dụ kháng cholinergic sẽ dẫn tới khô miệng, bí tiểu và mờ mắt. Kháng alpha adrenergic sẽ dẫn tới tù thuyết áp tư thế, chóng mặt, nhịp nhanh phản xạ, kháng serotonin sẽ dẫn tới kích thích ăn ngon các thuốc trong nhóm này bao gồm chlorpheniamine declorpheniamine brompheniamine cremastin ciproheptadine, alimemazine dosilamin ciclizin pyrilamin meclizin hydroxyzine carbinosamin dimethindene. Dimenhydrinate, Diphenhydramine, Promethazine, Meclizine. Ngoài các tác dụng giảm triệu chứng dị ứng, một số thuốc còn được chỉ định trong một số bệnh khác như Diphenhydramine, Dimenidrinat, Promethazine, Meclizine thường được chỉ định trong chống say tàu xe. Alimemazine, Promethazine, Doxylamine, Dexamethorphan thường được dùng chống ho do làm ức chế sự co phế quản gây phản xạ ho. Ciproheptadin, doxylamin do kháng serotonin nên chúng có tác dụng kích thích ăn ngon. Các thuốc được dùng để gây tê như mepiramin, diphenhydramin vân vân. Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu các thuốc kháng histamin H1 thế hệ thứ hai. Khác với các thuốc kháng histamin thế hệ thứ nhất, các thuốc thế hệ thứ hai rất ít đi qua hàng rào máu não có T trên 2 dài ít tác dụng trên H1 trung ương, chỉ có tác dụng trên H1 ngoại vi, không có tác dụng kháng cholinergic, không an thần và không có tác dụng chống nôn, chống say tàu xe. Một số thuốc phải kể đến đó là Tfenadin, thuốc có tác dụng phụ trên tim nên hiện không được sử dụng. Cetirizine, levocetirizine, loratadine, desloratadine, fexofenadine, Astermizone. Agrivastin, Azelastin, Olopatadin, Ketotifen. Riêng Azelastin, Olopatadin, Ketotifen thì được sử dụng trong các chế phẩm nhỏ mũi, nhỏ mắt. Cuối cùng trong video này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các thuốc kháng histamine H2. Trước khi tìm hiểu về các thuốc trong nhóm này, chúng ta phải hiểu cơ chế bài tiết axit của dạ dày. Sự bài tiết này được diễn ra tại tế bào viền ở dạ dày. Trên tế bào này có 3 loại thụ thể và chúng ta cần nhớ đó là thụ thể M3, thụ thể cholecystokinin 2 và thụ thể histamin H2. Đầu tiên, khi có sự kích thích đầu mút dây 10, bài tiết acetylcholine kích thích thụ thể M3 làm tăng canxi nội bào. Tiếp theo, tế bào G tiết ra hormone gastrin kích thích thụ thể CCK2 làm tăng canxi nội bào. Bên cạnh đó thì gastrin cũng kích thích tế bào ECL, có chức năng tiết histamine gắn với thụ thể histamine H2 tại tế bào, làm tăng CAMP. Lúc này, khi canxi 2 cộng và CAMP tăng, sẽ kích hoạt protein kinase, kích thích bơm proton bài tiết H cộng vào lòng dạ dày. Các thuốc kháng histamine H2 tranh chấp với histamine tại receptor H2 làm giảm bài tiết H+ với mọi nguyên nhân nào làm tăng tiết histamine tại dạ dày. Hữu hiệu trong các bệnh dạ dày như loét dạ dày tá tràng, hội chứng tăng tiết axit dịch vị, làm giảm tiết dịch vị trong các trường hợp loét đường tiêu hóa khác có liên quan đến tăng tiết dịch vị. Các thuốc trong nhóm này phải kể đến đó là semetidin, ranitidin, nizatidin, famotidine. Thuốc tương đối an toàn và ít có biến chứng, ít gặp như phân lỏng, buồn nôn, chóng mặt nhức đầu, đau cơ. Dùng lâu và liều cao có thể gặp thiểu năng tình dục. Trứng vú to ở đàn ông do tăng tiết prolactin và do thuốc gắn vào tụ thể androgen, vân vân. Và đến đây thì video của mình đã kết thúc. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo